sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alone, falls in love, we'll let her go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm chầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em. Và được sự đồng ý của hai bên gia đình,
cũng như hai dòng họ, các cháu thấy tâm đầu nó hợp, nhất trí đi lên xe được cũng tâm lạc với nhau. Hôm nay là ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, gia đình và nhà trai có biệt nên họ nhà gái chúng tôi những mâm lễ để trước tiên là cáo gia tiên, sau đó là xin được ăn hỏi cháu. Tôi là bác của cháu Trinh và cũng là đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin trân trọng giới thiệu là cụ kế đây là cụ bề bậc trên tộc dòng tộc của chúng tôi, kia là bà nội cháu Trinh, kia là bà ngoại cháu Trinh, cùng tất cả bạn bè bà cô chú bác bên nội bên ngoại và bạn bè nam nữ thanh niên của cháu hôm nay cũng có mặt đông đủ tại đây để giữ buổi lễ hỏi của cháu. Và cũng là tôi đại diện cho gia đình và nhà gái cũng là chấp nhận lời giới thiệu của gia ông trưởng đoàn đại diện gia đình của nhà trai, và đồng thời là tôi xin chấp nhận lễ ăn hỏi của cháu. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kịp đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến trai chúng tôi có phải là truyền diễn đến để góp pháo trà về một gia tiên, và cũng xin đúng con cháu về để đầu là con dâu của bà nhà con cháu của ta và cũng vài ngày là trên bài kia chương trình ấy thì trước tiên ấy thì toàn đại biểu hoặc đại gia chúng tôi thì xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của bà họ nhà gái với toàn đại biểu. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày này. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khít. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng. Ít phút cười ở hai cháu thành vợ thành chồng, thành chồng phút này lần sau này gia đình đã có quay pháp luật bây giờ chúng ta này gọi là cái này. Luật sư đồng ý của nhà ý của gia đình của nhà trai có mời gia đình của nhà gái chúng tôi đưa cháu Trinh về đây. Trước tiên là theo phong tục tập quán là có dâu lần đầu và đồng thời cũng là làm thủ tục pháp lý cho cháu, thì tôi là bác của cháu và cũng là đại diện cho gia đình của nhà gái
trước tiên là tôi cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình và trọng thị của toàn bộ gia đình người trai dành cho họ để lái chúng tôi, và cũng là do điều kiện hoàn cảnh chúng tôi các cụ nhà cô cũng toàn trên 90 mấy lại 91, 92 cả rồi, cũng không thể đi xem xe, mà chúng tôi được cũng ủy quyền cho chúng tôi toàn là cha chú bên nội bên ngoại của cháu Trinh xuống đây để đưa cháu Trinh về đây chân thành cảm ơn tấm lòng con chiếc đồng hậu của bà. Rồi kính chúc sức khỏe tất cả các vị công tôn bà hai họ nhà ta, rồi kính chúc sức khỏe hạnh phúc an khang và thịnh vượng hết thị trên. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Câu trầu quà cưới đơn xưa, thiêng liêng duyên tình.
tiếc là chiếc thuyền nan đi có về là về với hồi có gái ngoan tâm chồng ôm ấy dẫu tình rằng cô cả cô hai nay đây ơi. Phần tơ hồng trời xa, dạ xin mời anh cả anh hai ăn với em miếng trầu. Ăn một miếng trầu gặp đây, ăn một miếng trầu không đi ăn đi cầm lấy, không mà ăn đi cầm lấy cho nhau bằng lòng. Làm thơ tình ai
anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miện xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân phương gửi, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Việt Trinh sánh diện cùng với chú rể Thanh Toàn được long trọng tổ chức trọng thể tại hôn trường của gia đình họ nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay theo nghi thức truyền thống của quê hương, được chính thức xin phép bắt đầu.
được giới thiệu bước lên với sân khấu là sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai sẽ bước lên sân khấu có đơn biểu để làm thủ tục xin dâu. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa của hai cháu. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà gái đối với đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội ngũ, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự đồng ý của hai cháu và sự công nhận của chính quyền địa phương nơi hai cháu đang công tác, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi có bản lễ trước là cáo tổ gia tiên, sau là xin phép được đón cháu về kinh về để làm con dâu ông bà nhã và là con là cháu trong đại gia đình chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin gửi gắm cháu Toàn được đàn con rể, cháu rể của các cụ dâu các bà và nhà gái, mong sao cho các cháu thực sự là dâu hiền của họ nhà trai và rể thảo của họ nhà gái. Cuối cùng không biết nói gì hơn, kính chúc hội hôn mạnh khỏe, chúc hai cháu hạnh phúc, xin gia đình cảm ơn. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ đổ lên một tràng pháo tay thật lớn và giòn giã để chào đón bác trưởng và họ nhà gái trở lại sân khấu, xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, thưa toàn thể hội hôn, trong thời gian vừa qua với sự tìm hiểu của hai cháu, cháu Toàn và cháu Trinh và được sự nhất trí của hai bên gia đình, các cháu đã tìm hiểu, thấy tâm đầu, ý hợp, nhất trí đi lên xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Và đã được chính quyền của hai địa phương cho phép các cháu làm lễ tổ chức đăng ký kết hôn. Hôm nay là ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, hai gia đình và bốn họ nhà ta cùng với toàn thể hội hôn lại có mặt đông đủ tại đây để long trọng làm lễ tổ chức vu quy cho hai cháu. Vừa rồi, ông trưởng đoàn gia đình họ nhà trai đã phát biểu và xin dâu. Tôi là bác của cháu Trinh, đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin trước tiên cảm ơn gia đình họ nhà trai cùng với toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian để tới dự buổi lễ vu quy của hai cháu. Và đồng thời, một ít phút nữa, mời các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái cùng với họ nhà trai đưa cháu Trinh về gia đình họ nhà trai để làm lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà ăn trầu uống nước, hút thuốc và đồng thời chúc phúc cho hai cháu. Và đồng thời tức là kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể hồi hôn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Được kính mời và trân trọng được giới thiệu bước lên phía sân khấu là sự hiện diện của người cha, người mẹ, cô dâu sẽ trở ra phía sân khấu để có phần quà kỷ niệm dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi trường ngày hôm nay. Xin trân trọng được kính mời sự hiện diện của người bố, người mẹ xin hạ ra cô dâu Việt Trinh sẽ trở lên phía sân khấu để dành tặng phần quà ý nghĩa dành tặng cho hai con của mình trong buổi trường ngày hôm nay. Mẹ là vòng tay ôm con qua những ngày đông, mẹ là giống sông để con tắm mát trưa hè, mẹ là dáng che che bóng con đi học về, mẹ là bữa đế để con vui với. Quê hương
tôi ra xem cô dâu thon thon y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thấy có con lợn quay. Và như vậy tiếng chung bài niệm giờ hạnh phúc đến và tư hồng thắng được xe riêng lễ thành hôn hôn lễ lễ cưới của chú rể Thanh Toàn sánh diện cùng với cô dâu Việt Trinh được long trọng tổ chức trọng thể tại hôn trường của gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay theo nghi thức truyền thống của quê hương được chính thức xin phép bắt đầu. Giới thiệu bước lên đến sân khấu là sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái sẽ bước lên phía sân khấu có đưa lời phát biểu để làm thủ tục chào dâu. Xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn họ nhà gái sẽ trở ra phía sân khấu và xin mời quý vị chúng ta sẽ nổ lên một tràng pháo tay thật lớn thật giòn giá để chào đón bác trưởng đoàn họ nhà gái về tham dự trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai gia đình và bốn họ. Thưa các bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu cùng toàn thể hội hôn, thời gian vừa qua với sự tìm hiểu của cháu Toàn và cháu Trinh và được sự nhất trí của hai bên gia đình, các
các cháu đã tìm hiểu, thấy tâm đầu, ý hợp, nhất trí đi lên xây dựng hạnh phúc trăm năm bên nhau. Và cũng đã được chính quyền của hai địa phương công nhận cho các cháu tổ chức đăng ký kết hôn. Hôm nay là ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, hai gia đình và bốn họ nhà ta cùng với toàn thể hội hôn lại long trọng có mặt tại phòng cưới gia đình họ nhà trai để làm lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Tôi là bác của cháu Trinh và đại diện cho gia đình họ nhà gái lên chính thức trao dâu. Kể từ giờ phút này trở đi, cháu Trinh chính thức là dâu hiền của vợ chồng ông Bảy Nhã và là cháu của các cụ, các ông, các bà, các bác trong dòng họ nội ngoại nhà chúng ta, và là em, là chị của các anh, các chị trong đại gia đình. Và chúng tôi cũng công nhận cháu Toàn chính thức là rể Thảo của gia đình ông bà Đán, và đồng thời là cháu của các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác trong dòng họ nhà chúng tôi ở trên nhà. Cuối cùng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ chúc cho hai cháu sống trăm năm hạnh phúc, sớm đơm hoa kết trái trong tình yêu, và đồng thời cũng chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Và trân trọng được giới thiệu, bước lên phía sân khấu là sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai, sẽ bước lên phía sân khấu có đưa lời phát biểu để làm thủ tục nhận dâu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa của hai cháu. Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt của hai gia đình, hai nhà bốn họ có mặt trong buổi tổ chức thành hôn cho các cháu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội hôn, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự đồng ý của hai cháu và sự công nhận của chính quyền địa phương nơi hai cháu đang công tác, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi có tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Đại diện cho gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin ghi nhận cháu Việt Trinh từ giờ trở đi là con dâu chính thức của ông Quả Nhã và là con, là cháu trong đại gia đình chúng tôi, và cũng là chị, là em của trong đầu họ chúng tôi. Và cũng xin gửi gắm cháu Toàn được làm con rể của các cụ, các ông, các bà họ nhà gái, mong sao cho các cháu thực sự là dâu hiền của họ nhà trai và rể Thảo của họ nhà gái. Cuối cùng không biết nói gì hơn, kính chúc hội hôn mạnh khỏe, chúc hai cháu hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời hai bạn. Trước sẽ có dâu hai bạn sẽ cùng nhau đứng dậy và bước lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời hai bạn. Kính cho người vợ của mình ạ. Xin mời. Là bình yên trên đôi tay, em lấp lánh dạng người. Là bình minh trên đôi mi, em ấm áp dịu dàng. Ngó sen hồng đính duyên trên nao, sẽ là ngày anh đưa em về. Rót ly đầy ngân nga câu hát, uống cạn dần chút thương ngại ngần. Hỡi em, có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi. Lạ lời đôi mình kết duyên tâm tình. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. Khẽ chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu kiều. Là vì em mà say, ngàn hương thơm quanh lối về, cần lại anh thêm chút thôi. Anh nguyện là cố nhân lưu tình. La 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 la, bước nhẹ vào chút trái tim anh rồi. Con đường nào xa ngàn gặp lối, có một người luôn ở bên em ngồi. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung khung hình. Là hoàng hôn buông trên môi,
em cứ mãi ngại ngùng, mình nhẹ nhàng bình yên thôi, và cứ thế đến tận cùng. Ngó sen hồng đính duyên trên áo sẽ là ngày anh đưa em về. Giọt ly đầy nắng là câu hát em cạn dần chút hương ngại ngùng. Hỡi em có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi là lời đôi mình kết duyên tâm tì. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. Khẽ chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu kiều. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Gần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lượt tì. La 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 la, bước nhẹ vào trong chiếc. Chào nhấn với những nghi thức rót rượu tình yêu và nghi thức cất bánh gà tô tình yêu cũng đã chính thức khép lại thì ngày sau này. Ngay bây giờ xin bước trân trọng được kính mời bước ra sân khấu là sự hiện diện của người mẹ. Chú rể sẽ trở ra phía sân khấu có phần quà kỷ niệm dành tặng cho cô dâu. Trong buổi chương ngày hôm nay xin bước trân trọng được kính mời sự hiện diện đặc biệt của người mẹ chú rể. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ dành tặng cho người mẹ chú rể một tràng pháo tay đi ạ. Xin mời. Mẹ nói với anh mẹ rất thương thương vì nết na như mị ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cạnh người qua mỗi mai trầu cau. Tình dấu muôn trao lòng vẫn lo với sân khấu là sự hiện diện của người bố đỡ đầu. Chú rể sẽ bước lên sân khấu có phần quà kỷ niệm dành tặng cho chú rể và cô dâu trong buổi chương ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Em ơi, anh biết rằng nhà anh khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng. Mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương. Đỡ đầu và người anh trai chú rể sẽ trở ra với sân khấu để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời cùng với chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin bất trân trọng được kính mời sự hiện diện của người bố đỡ đầu và người anh trai chú rể sẽ cùng trở ra với sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn hơn nhiều. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta, từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời. Lắng nghe biết chịu đựng biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua.
muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Dạng người bên cạnh em mãi thôi, từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải u buồn, từ giờ về mai sau dành em mọi điều em muốn. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta thường phải nói chia tay mà, và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do